Chào anh em, lại là mình, Cao Duy đây. Và tiếp tục là bản tin 23 News với những tin tức gaming hấp dẫn nhất trong ngày. Bắt đầu bản tin ngày hôm nay là một tin tức không lấy làm gì vui vẻ. Tổ chức eHome vừa ra thông báo sẽ tạm dừng các hoạt động tại bộ môn Dota 2 cho tới khi TI10 kết thúc và một giải DPC mới được bắt đầu. Song song với tuyên bố này, đội hình Dota 2 của eHome cũng đã chính thức nói lời chia tay với support 5 Xnova khi anh chàng chính thức hết hạn hợp đồng. Xnova, người từng đạt vị trí á quân TI8 với dưới màu áo PSG LGD sẽ được tự do tìm bến đỗ mới cho mình. Với cá nhân Xnova thì có lẽ đây là điều khiến anh phải hối tiếc nhiều nhất khi vốn dĩ player này vẫn là một trong những support hay nhất của Trung Quốc và được săn đón bởi rất nhiều đội tuyển lớn. Quyết định gia nhập eHome có lẽ chứa đựng không ít tham vọng của chàng trai người Malaysia, bởi lẽ đội hình của eHome vào đầu năm nay với những XM, Chalice đã được đánh giá rất cao. Tuy vậy, khi bước vào các giải đấu lớn, eHome thể hiện một bộ mặt thất thường và đỉnh điểm là vòng loại TI10 vừa qua họ đã thất bại trước Elephant và để mất tấm vé TI vào tay đối thủ này. Đây cũng là vấn đề muôn thuở của Dota 2. The International có một vị thế và tầm quan trọng quá lớn, dẫn đến việc nếu một team không thể tham gia TI, đồng nghĩa với việc phải reset lại từ đầu. Chưa rõ hướng đi tiếp theo của các player còn lại tại eHome sẽ như thế nào. Tuy nhiên, chúc cho họ và cả Xnova sẽ nhanh chóng có thể tỏa sáng trong mùa DPC tiếp theo. Tuy nhiên, một áp lực nữa còn đến với các đội tuyển eSports Trung Quốc, đó là môi trường thể thao điện tử tại đây, không chỉ riêng Dota 2 mà ở mọi bộ môn đều vô cùng căng thẳng. Tại giải đấu Liên minh Huyền thoại khu vực Trung Quốc LPL, nếu như trong số các bản tin lần trước chúng ta đã nói đến một Investor Gaming thảm hại đến thế nào, thì vẫn còn đó một ông lớn khác cũng đang chịu những áp lực khủng khiếp do thành tích thi đấu bết bát. Khác với IG, vốn đã lùi lại phía sau vinh quang từ quá lâu, Top eSports lại đang là cái tên hàng đầu trong Liên minh Huyền thoại Trung Quốc. Họ được xem là đội tuyển mạnh nhất nước thời điểm hiện tại và hy vọng vàng cho giấc mộng chinh phục chung kết thế giới 2021 của người Tàu. Tuy nhiên, phong độ của Top eSports trong những ngày gần đây bị đánh giá là rất đáng thất vọng. Họ vẫn có chỉ số dương, ít nhất là tại thời điểm hiện tại, với 8 chiến thắng và 6 thất bại, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng LPL, tức là vẫn trong nhóm tham gia playoff. Tuy nhiên, kỳ vọng của Top eSports là quá lớn nên thành tích như vậy không khác nào thảm họa. Chưa kể, họ thua trước những đối thủ mạnh như FunPlus, Phoenix thì đã đành, nhưng thất thủ trước cả Investor Gaming và Ultra Prime, hai đội đã sa sút tại mùa này thì đúng là hết nói nổi. Ngay lập tức, các fan hâm mộ của Top eSports dù là tại Trung Quốc hay quốc tế đều lên tiếng chỉ trích màn trình diễn của đội nhà. Top eSports cần sớm lấy lại phong độ trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Tuy nhiên, cũng tại LPL thì một đội khác có chỉ số 86Y Top eSports là Suning lại đang hết sức hoan hỉ, đó là bởi họ không mang quá nhiều kỳ vọng ngay cả khi từng là á quân chung kết thế giới năm ngoái. Ngoài ra, cục diện bảng xếp hạng cũng rất ủng hộ Suning khi vừa rồi với việc đội tuyển OMG chiến thắng 2-0 trước LGD thì Suning đã gián tiếp được bảo đảm một vị trí trong top 10, qua đó có một suất tham dự vòng playoff. Nhiệm vụ bây giờ của SOFM và đồng đội đó là cố gắng hết sức có thể trong hai trận đấu cuối cùng với Realm và Thunder Talk Gaming để có một vị trí cao hơn trong bảng xếp hạng. Hy vọng rằng tại chung kết thế giới chúng ta vẫn có thể cổ vũ cho chàng trai đồng hương Lê Quang Duy. Và vẫn tại đấu trường Liên minh Huyền thoại chuyên nghiệp thì mới đây đã có thông báo về việc một champion bị cấm khỏi các giải đấu. Thật ra lý do cũng rất dễ hiểu thôi, kẻ không may mắn này ở đây chính là Ashan, champion mới nhất của trò chơi. Trẻ người non dạ nên bị cấm khỏi các giải đấu cũng là điều dễ hiểu, giống như các hero mới của Dota 2 như Dawnbreaker cũng phải chờ đợi từ rất lâu mới được đưa vào Captain Mode. Tuy nhiên, ngay cả khi có vượt qua được thời gian thử thách thì nhiều người vẫn cho rằng Ashan cũng khó mà trở thành một pick được ưa chuộng bởi các đội tuyển chuyên nghiệp, sở hữu cơ chế rất nhiều tiềm năng tạo đột biến là hồi sinh đồng đội. Nhưng trên thực tế, Ashan bị đánh giá là khá yếu, tỷ lệ thắng của Ashan thấp nhất trong các tướng đường giữa khi chỉ rơi vào khoảng 34-37 ở tất cả các server. Thật ra các ông cứ pick để toàn test tướng mới thì lại chả ăn hành, nên là cứ đợi một thời gian nữa để Riot Games điều chỉnh, đồng thời vào tay các pro player thì chúng ta mới có thể đánh giá chính xác sức mạnh của Ashan. Trong những ngày gần đây, các fan hâm mộ của tựa game Liên minh Huyền thoại tại Việt Nam hẳn là đang rất nhớ VCS khi mà giải đấu này đang trong thời gian delay. Tuy nhiên, một bộ môn eSports anh em khác của Liên minh Huyền thoại là Valorant vẫn đang diễn ra vô cùng gay cấn. Hệ thống State Challenger hết sức quy củ của Riot Games xây dựng cho Valorant đã tạo ra một môi trường giàu cạnh tranh và đặc biệt là trao rất nhiều cơ hội cho các team có cơ hội cọ sát và giành lấy vinh quang. Hiện tại, hệ thống Challenger của Valorant Việt Nam trong mùa này đã đi đến giai đoạn thứ 3 nhằm tìm ra cái tên cuối cùng sẽ gia nhập với team Big Bang và Cerberus Gaming tạo thành bộ ba đại diện Việt Nam tham gia giải đấu Đông Nam Á. Những ứng cử viên hàng đầu trong vị trí này có thể kể đến Fancy United hay Division X Gaming. Fortnite chuẩn bị chào đón một nhân vật mới đến từ vũ trụ comic DC. Đúng là nếu so với các game cùng thể loại thì mới cho hợp tác rồi crossover vẫn là Epic Game làm tốt hơn cả. Nhân vật nào đưa vào Fortnite cũng đều chất lừ, phong cách lẫn animation đều đâu ra đấy. Trước đó đã có những Batman, Street Trooper, Deadpool, thôi thậm chí cả John Wick. Vô cùng sống động thì bây giờ các fan của Fortnite sẽ chào đón Bloodsport tới từ Suicide Squad. Thậm chí còn chất chơi hơn khi mà màn ra mắt của Bloodsport tại đấu trường Fortnite được công bố bởi chính Idris Elba, người thủ vai nhân vật này trong bộ phim Suicide Squad sắp ra rạp. Đúng là vua của thể loại Battle Royale thì vẫn cứ phải là Fortnite thôi. Và tin tức này đã khép lại phần điểm tin của chúng ta. Bây giờ hãy đến với phần tiêu điểm ngày.
Nhân vật của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một cô gái, thậm chí là hai cô gái luôn, cho anh em đỡ tranh nhau. Điểm chung của họ thì cả hai đều là streamer và đều đang trải qua những ngày tháng không dễ dàng gì. Đầu tiên đó là Jisoo Girl, nữ streamer vốn thuộc biên chế của đội tuyển eSports hàng đầu Hàn Quốc Team One, được đánh giá là một trong những nữ game thủ hiếm hoi có trình. Jisoo Girl đã dùng thực lực của mình để thu hút rất nhiều sự mến mộ trong cộng đồng Liên minh Huyền thoại. Tuy nhiên, các cụ bảo ếch chết tại miệng thì cũng là cấm có sai. Cách đây không lâu, nữ streamer này đã vấp phải hàng loạt ý kiến chỉ trích vì hành động công khai tuyên bố cổ vũ cho hai đội tuyển đối thủ của Team One là KT Roster và Damwon Kia bên trên sóng trực tiếp. Cụ thể, giữa tháng 7 vừa qua, Jisoo Girl đã stream trận đấu giữa Team One và KT Roster trên Twitch và đã nói trên sóng rằng tôi thích đội phía bên trái hơn. Tức KT Roster không dừng lại ở đó. Không dừng lại ở đó, Jisoo Girl cũng thể hiện thái độ thiên vị rõ rệt cho KT trong suốt lúc stream. Một fan đã hỏi rằng tại sao cô lại cổ vũ cho KT? Jisoo trả lời, vì tôi thích thế. Mọi chuyện bị đưa lên đỉnh điểm khi mà hai ngày sau, cũng trong một lần stream trận đấu của đội nhà đối đầu với DK, Jisoo Girl hồn nhiên thách thức rằng tại sao phải cổ vũ cho Team One? Đúng là vui thôi, đừng vui quá. Ngay lập tức, ban lãnh đạo của Team One đã vào cuộc với một án phạt cho Jisoo Girl là cắt 50% lương và cấm stream 10 ngày. Cũng nào cũng phải viết một bức thư tại xin lỗi các fan hâm mộ của Team One. Tuy nhiên, có vẻ như vậy vẫn là chưa đủ khi án phạt kết thúc cũng là lúc bức ảnh farewell được đăng tải trên trang chủ của Team One, khẳng định chấm dứt hợp đồng với cô gái ngây thơ vô số tội này. Đúng là cái mồm làm hại cái thân mà. Còn cô gái thứ hai mà chúng ta nói đến trong ngày hôm nay mang tên Victoria cũng là một streamer trên Twitch sinh sống tại Nga. Cô quyết tâm theo nghiệp stream, tuy nhiên cô không chơi game mà múa cột. Thì thật ra bây giờ trên Twitch chúng ta cũng thấy các content kiểu tâm sự, ca hát, nhảy múa cũng nhiều, chứ không nhất thiết phải là chơi game. Người đen cho cô khi cô là người Nga và hàng xóm của cô cũng vậy. Để phục vụ cho buổi live stream của mình căng nhất có thể, thì Victoria đã bật nhạc hơi to khiến cho anh chàng hàng xóm nhà bên không thể chịu nổi và đột nhập phòng cô ngay trong buổi phát sóng và tịch thu luôn công cụ gây ồn ào là chiếc máy tính. Mấy ông thần vodka này đã điên lên thì hết cứu, khổ thân cô nàng streamer có rúm lại vì sợ hãi là đủ hiểu rồi. Cũng là một bài học cho các streamer của chúng ta để đến những người xung quanh nữa nhé, hoặc không thì ít nhất phải cửa nẻo an ninh phải căng vào. Зачем вы так себя ведете? Блин, мне глаза упала. Và cuối cùng, để kết thúc bản tin 23 News ngày hôm nay, mời các bạn đến với một tiết mục cơm thêm bổ dưỡng, anh em ăn nhiều và còn có sức chống dịch nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong bản tin ngày mai.